Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh Anh Audio. Ở cuối tập trước, khi từng Trần ngẩng đầu nhìn lên thì liền phát hiện ra những bóng đen trong tử hải phong bạo kia, vậy mà đều là một ít loại cá cổ quái, lít nhà lít nhít, tốc độ cực nhanh, xen lẫn trong gió lốc như châu chấu vô thiên cái địa vọt tới, các loại sát khí quỷ dị, cùng thần thông của bản thân minh hồn thú hợp thành từng đạo công kích khủng bố, đem bọn người từng từng triệt để bao trùm trong đó. Những hư không thú này mặc dù tu vi không cao, nhưng số lượng rất nhiều, lít nhà lít nhít, giống như châu chấu, hầu như nhiều không đếm xuể, cho dù cường giả chủ cấm khu bị đánh trúng cũng phải bị trọng thương thậm chí đầu một nơi thân một nẻo thế nhưng từng Trần lại không sợ hắn tiến lên trước một bước một quyền trực tiếp đánh ra một tiếng ầm vang vô số vòng xoáy xuất hiện trực tiếp đánh tan thần thông của hắc giác hư không thú sau đó quyền kình ẩn chứa sát ý không gian khủng bố hướng đến tám phương ngay tại chỗ có hơn một ngàn con hắc giác hư không thú bị xé rách triệt để biến thành từng đạo sát ý đen kịch không ngừng kích động trong hư không từng Trần nhẹ nhàng thu lại lập tức vô số khí tức sát ý do hư không thú sừng đen hóa thành bị hắn nhanh chóng dung nhập vào trong thân thể Tần trần kinh ngạc phát hiện những sát ý của hư không thú này lại có thể bị thân thể của mình hấp thu. Mặc dù chỉ là một tia bé nhỏ không đáng kể, nhưng đúng là đang hơi tăng lên một chút tu vi bản nguyên trong cơ thể của hắn. Trên mặt Tần trần lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Lực lượng thuần túy minh giới, một khi ta hấp thu, tai hại rất nhiều. Nhưng vì sao căn nguyên của minh hồn thú này không những có thể tăng lên tu vi của ta, mà còn không có nhiều tác dụng phụ? Chuyện này có chút không phù hợp với lẽ thường. Thôi, cũng không cần quản nhiều như vậy. Nếu có thể đề thăng tu vi, vậy còn chờ gì nữa? từng trần cười lớn một tiếng, toàn lực vận chuyển bản nguyên trong cơ thể sát ý không gian dung nhập vào trong quyền uy lập tức quét ngang tại chỗ mỗi một quyền của từng trần đánh ra đều có sát ý bảo táp khủng bố quét ra ít nhất hơn một ngàn hát giác hư không thú bị chém giết thân hình từng trần xuyên thẳng qua trong gió lốc mỗi một lần xuyên thẳng qua đều phải mang đi trăm ngàn tính mạng hư không hát giác thú cường đại những thần thông tinh huyết bản nguyên của hư không thú bị đánh chết này đều biến thành hắc khí bị từng trần hấp thu từ từ tăng lên tu vi của hắn bất quá trong gió lốc đánh giết hư không thú từng trần không chỉ đang tăng cao tu vi còn đang tu luyện không gian sát ý thần quyền của mình kiếm dị xét thần bí chính là một trong những lá bài tẩy của từng trần không dễ dàng lấy ra mà không gian sát ý thần quyền này chính là đại thần thông hắn hiện tại tu luyện kèm theo từng trần chém giết môn quyền pháp này của hắn cũng càng ngày càng cường đại mỗi một quyền đánh ra đều có sát ý khủng bố khuấy động thậm chí sát ý còn muốn cùng bạo hơn so với phong bạo trong tử hải này chỉ trong chốc lát đã có đại lượng hư không hắc giác thú vẫn lạc hóa thành khí tức tinh thuần bị từng trần thôn phệ đám người huyền quỷ lão ma ở một bên cũng đã nhìn đến choáng váng trước kia bọn họ chưa từng thấy qua phong bạo tử hải này mỗi một lần bị cuốn vào trong đều nơm nớp lo sợ nghĩ hết biện pháp mới có thể sống sót đặc biệt là gặp phải minh hồn thú càng có thể trốn thi trốn căn bản không dám dây dưa quá lâu nhưng bây giờ thì sao chỉ thấy cả người từng trần chủ động giết vào bên trong minh hồn thú đầy trời này giống như hổ nhập bầy dê tùy ý giết chóc hư không thú đầy trời kia căn bản ngăn cản không được một lát đã bị từng trần giết cả đống ha 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 trần thiếu uy vũ trần thiếu vạn cốt ta sẽ tới giúp ngươi chứng kiến từng trần trắng trợn giết chóc trong tử hải phong bạo vạn cốt minh tổ lập tức cười ha ha một tiếng tử thần liêm đao xuất hiện trong tay cũng trong dây lát chém ra ngoài bộc phát ra một đạo cầu vòng đen kịch cầu vồng này hơi chút quét qua hơn trăm con hắc giác hư không thú đã chết dưới ánh sáng kia của hắn mà huyền quỷ lão tổ và huyết sát quỷ tổ thấy thế cũng nhao nhao giết ra ngoài hai người liên tiếp xuất thủ rất nhiều hư không hắc giác thú nhao nhao vẫn lạc hắc giác hư không thú này kinh khủng nhất là số lượng chúng nó quá nhiều lít nhà lít nhít lại ở trong tử hải phong bạo một khi bị bao khỏa rất dễ lâm vào trong đó không cách nào chạy ra nhưng hiện tại có từng trần ra tay ở phía trước đám người huyền quỷ lão ma căn bản không cần lo lắng mình sẽ bị bao vây toàn lực ra tay lại liên tục chém giết rất nhiều hắc giác hư không thú huyền quỷ lão ma trong lòng vui sướng không thôi bọn họ ở trong tử hải phong bảo có thể không kiên nể gì ra tay như vậy quả thực chưa từng nghe thấy trong chốc lát rất nhiều hư không thú màu đen vẫn lạc đại lượng lực lượng bị từng trần hấp thu thôn vệ sau một phen chém giết những hư không thú sừng đen này rốt cuộc hoảng sợ chạy tứ tán có một số càng nhau nhau phóng tới tử hải phía dưới bổ nhào vào trong đáy biển gào rú với từng trần những minh hồn thú này quá yếu từng trần cảm giác trong cơ thể mình một chút không khỏi có chút thất vọng mặc dù hắn giết chết số lượng lớn hắc giác hư không thú nhưng tu vi những con hắc giác hư không thú này cũng không mạnh mặc dù có thể tăng lên tu vi của hắn nhưng lại không rõ ràng muốn từ vạn tượng thần tướng hậu kỳ vượt qua đỉnh phong ta chỉ sợ cần đại lượng minh hồn thú mới được ánh mắt từng trần chăm chú nhìn về tử hải phía dưới trong lòng hơi động một chút trong tử hải phía dưới từng trần có thể cảm nhận được có minh hồn thú cường đại ẩn nút ầm ầm một tiếng thân hình từng trần nhón một cái vậy mà bay thẳng xuống phía dưới tử hải bịch một tiếng cũng theo rất nhiều hư không hắc giác thú tiến vào trong tử hải thấy một màn này huyền quỷ lão ma cùng huyết sát quỷ tổ lập tức ngây ngẩn cả người vẻ mặt dại ra hắc hắc sợ cái gì đi cùng nhau đi xuống vạn cốt minh tổ cười cạc cạc cũng theo sát từng tầng tìm nhập vào trong tử hải huyết sát quỷ tổ và huyền quỷ lão tổ liếc nhau trên mặt lộ ra nụ cười khổ cũng không do dự chút nào trực tiếp vọt xuống lúc này từng trần đã lao vào trong tử hải đây là lần đầu tiên hắn tiến vào tử hải hơn nữa còn trực tiếp tiến vào dưới biển tử hải trong nháy mắt hắn tiến vào tử hải một tia nước tử hải nhanh chóng bao lại thân thể của hắn trong phút chốc một cổ khí tức sát ý kinh khủng không ngừng đánh vào nhục thân của hắn thân thể từng trần chấn động sát ý trong tử hải này cực mạnh gần như tương đương với lực lượng căn nguyên của cường giả tam trọng siêu thoát không ngừng tập sát mà đến đổi lại là một chủ nhân cấm khu bình thường tiến vào sơ xuất một chút sợ rằng sẽ bị thương tuy nhiên so với sát ý của tử hải tuyền nhãn tự hồ còn yếu hơn không ít từng trần cẩn thận so sánh một chút nước biển trong nội hải này mặc dù khủng bố nhưng còn có chênh lệch nhất định với tử hải chi thủy trong tử hải tuyền nhãn đồng thời từng trần có thể cảm nhận rõ ràng giữa hai cái này có một loại đặc thù nào đó khác biệt chỉ là trong lúc này hắn tạm thời còn không cách nào phân biệt ra rốt cuộc là cái gì khác biệt từng trần chỉ cảm giác một lát liền trực tiếp phóng thích lĩnh vực không gian của mình ra trong phút chốc không gian quanh thân từng trần liền bị bao phủ tạo thành một đạo bình chứng không gian đặc biệt bao phủ hắn vào trong đó nước biển tử hải vốn bao phủ hắn lại bị không gian này nhanh chóng bài xích ra ngoài sát ý tử hải hắn tiếp nhận được cũng tại thời khắc này nhanh chóng yếu bớt bị lĩnh vực làm suy yếu rất lớn từng trần khẽ gật đầu hắn có thể cảm nhận được lực lượng trực tự có tác dụng bài xích và làm suy yếu sát ý trong tử hải đây cũng là nguyên nhân chính thức mà huyền quỷ lão ma đã nói chủ cấm khu có thể chui vào tử hải nếu không chỉ dựa vào sát ý trong tử hải chi thủy quét ra lúc trước không phải chủ cấm khu có thể ngăn cản được mà sau khi từng trần tiến vào bên trong tử hải rất nhanh ba tiếng phốc phốc vang lên ba người vạn cốt minh tổ cũng theo sát từng trần đi vào tử hải kinh nghiệm của bọn họ phong phú hơn nhiều so với Tần trần huyền quỷ lão ma và huyết sát quỷ tổ trong nháy mắt tiến vào tử hải đã mở ra lĩnh vực khí tức sát ý trùng kích trên người bọn họ lập tức đại giảm cùng lúc đó hai người không chút do dự liền thi triển nước biển tử hải Tần trần cho tạo thành một vòng phòng ngự quanh thân trong nháy mắt khi tử hải chi thủy được thi triển ra huyền quỷ lão ma liền kinh hỉ phát hiện tử hải sát ý vốn trùng kích trên người mình vậy mà suy yếu tối thiểu hơn năm thành hắn nhanh chóng đi tới bên cạnh từng trần vẻ mặt kinh hỉ hắn có cảm giác có được vùng nước tử hải này trước kia hắn có rất nhiều nơi không thể tới hiện tại cũng có thể thoải mái mà đi các ngươi đến rồi từng trần chỉ nhìn lướt qua mấy người ánh mắt chính là nhìn về phía trước những hư không thú bị từng trần đuổi giết lúc trước kia hiển nhiên không nghĩ tới mấy người từng trần lại dám cùng bọn chúng tiến vào tử hải trong nháy mắt khi từng trần tiến vào những con hư không thú sừng đen này liền nhe răng trợn mắt quay người đến tới từng trần cười lạnh một tiếng trực tiếp thả người lên tử hải chi thủy này ảnh hưởng đối với hắn tự hồ căn bản không tồn tại hắn đấm ra một quyền nước biển khuấy động trong chốc lát chính là hơn một ngàn con hát giác hư không thú bị đánh nổ tung huyết nhục mơ hồ mà vạn cốt minh tổ cũng cười cạc cạc huy động tử thần liêm đao trong nước biển này trắng trợn giết chóc bất quá so với từng trần vạn cốt minh tổ bọn họ mặc dù có tử hải chi thủy trợ giúp nhưng vẫn không cách nào giống như từng trần hoàn toàn không bị ảnh hưởng như vậy trong khoảnh khắc từng đồ hư không thú sừng đen bị mấy người từng trần nhanh chóng chém giết có thể nói là lên trời không đường xuống đất không cửa những con hư không thú sừng đen này rốt cuộc cũng sợ hãi thế nào cũng không nghĩ tới những gia hỏa trước mắt này kinh khủng như vậy chẳng những đuổi vào trong tử hải mà hầu như không bị sát ý trên tử hải ảnh hưởng bọn nó lúc này chạy thục mạng vừa chạy trốn vừa phát ra từng tiếng gào rú như sóng âm tiếng gào thét chói tai ở trong đáy biển này nhanh chóng truyền ra ngoài đại nhân những hư không thú sừng đen này đang kêu gọi cứu viện huyền quỷ lão ma vội vàng nói không cần hắn giải thích từng trần cũng nhìn ra mục đích của những con hát giác hư không thú này sau khi những tiếng thét chói tai này truyền ra không bao lâu hư không phía trước xuất hiện từng vòng xoáy từ trong vòng xoáy kia lập tức bay lượn ra rất nhiều bóng đen lại là một đàn minh hồn thú tại đáy biển này xuất hiện minh hồn thú mới xuất hiện này cũng không phải là loại cá mà là một đàn tôn binh tồn tại. những binh tôn này hình thể cao lớn, cao chừng mấy trượng, toàn thân trải rộng áo giáp đen kịch, trên áo giáp càng có từng cây gai nhọn. trong mắt màu đỏ băng lãnh nhìn bốn người từng trần, trong tay những binh tôn này dơ cao từng chui từng chui hắc ám trường thương, thân hình chấn động, trực tiếp để ra dòng nước xiết lướt đến, đúng là phá vỡ tử hải ra từng khe rảnh. hơn nữa mỗi một quân tôn vậy mà đều có tu vi siêu thoát cấp. đại nhân cẩn thận, đây là một trong những minh hồn thú tương đối cường đại trong tử hải, hắc thủy minh hà, chúng nó thích săn giết khắp nơi thậm chí sẽ thư dịp phong bạo tử hải mà chủ động tiến công đối với quỷ tu chúng ta săn giết quỷ tu chúng ta huyền quỷ lão ma vừa nhìn thấy minh hồn thú xuất hiện bên trong vòng xoáy kia lập tức nói Từng trần nghe vậy thì không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc hắn liếc mắt liền nhìn ra hắc thủy minh hà trước mắt yếu nhất cũng là cấp bậc siêu thoát trong đó cường đại nhất thậm chí là nhị trọng siêu thoát trên thân tản ra khí tức vàng tượng thần tướng nồng đậm cái này cũng thôi mối chốt là số lượng rậm rạp chằng chịt quả thực không kém hơn hắc giác hư không thú lúc trước đây quả thực là một đám đại quân siêu thoát hơn nữa so với hắc giác hư không thú thực lực hắc thủy minh hà này rõ ràng mạnh hơn không chỉ một bậc trong lúc từng trần đang kinh ngạc ánh mắt vạn cốt minh tổ khẽ động đã dẫn đầu giết ra ngoài trần thiếu để thuộc hạ thay ngươi đánh trận đầu hắn mặc dù không đủ thông minh nhưng có thể nhìn ra được lúc trước từng trần săn giết hắc giác hư không thú là vì hấp thu minh khí trong cơ thể bọn nó bây giờ nhìn thấy hắc thủy minh hà mạnh hơn hắn lập tức chủ động xuất kích tử thần liêm đao vũ động trong khoảnh khắc bay lên một đạo thần hồng đen kịt dài đến ngàn dặm xuất hiện đạo thần hồng này ở trong nước biển trực tiếp sôi trào ngang qua hư không đánh vào trong đại quân hắc thủy minh hà lập tức mấy chục con hắc thủy minh hà biến thành hư vô trực tiếp bị trảm phá ra quỷ tu ngoại lai chết từng thống lĩnh trong đám hắc thủy minh hà kia đều rung động phẫn nộ phát ra tiếng gầm thét mơ hồ đúng là có ý thức tự chủ rất nhiều hắc thủy minh hà đồng loạt đánh tới chúng nó có được trí tuệ không khác gì quỷ tu bình thường hiểu được chiến thuật cùng trận pháp chỉ thấy trong nháy mắt hắc thủy minh hà đầy trời hóa thành một vòng xoáy thái cực to lớn trong nước biển liên hệ với nhau thương ảnh kinh khủng hóa thành lốc xoáy không ngờ lại ngăn cản được tử thần liêm đau của vạn cốt minh tổ Tần trần lúc này cũng không chút khách khí, siêu thoát tạo thành minh hồn thú đại quân, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Bất quá đối với hắn, càng thêm rèn luyện tu vi thần thông, cũng càng có thể tăng lên lực lượng của mình. Hắn oanh kích một quyền, không gian sát ý kích động, chính giữa đại quân hắc thủy minh hà ngưng kết thành vòng xoáy thái cực, nhất thời vòng xoáy thái cực kia bắt đầu sụp đổ, rất nhiều hắc thủy minh hà liền biến thành bột phấn, ngưng tụ thành bản nguyên, cuốn vào bên trong quyền kình của Tần trần. Trong nháy mắt Tần trần liền cảm thấy bản nguyên trong cơ thể mình tăng lên một chút rõ ràng. Những lực lượng khí tức minh hồn thú này đều là cấp bậc siêu thoát nhưng chúng không có vận dụng trực tự pháp tắc vẫn chưa nắm giữ được thần thông siêu thoát chân chính sau khi cắn nuốt bản nguyên những con hắc thủy minh hà này trong nháy mắt từng Trần đã hiểu ra khó trách trong tử hải có nhiều minh hồn thú cường đại nhưng mà đám quỷ tu trong vùng đất vứt bỏ muốn tăng lên thực lực lại khó khăn như vậy ngàn vạn năm qua rất khó tiến bộ lúc này từng trần cũng rốt cuộc hiểu được năm đó bọn sân minh quỷ vương bị giam giữ ở đây chính là cường giả cấp chủ cấm khu mà nơi này có nhiều minh hồn thú cường đại như vậy nhưng đến bây giờ vì sao vẫn còn là tam trọng siêu thoát tu vi cực kỳ khó tiến vào tam trọng siêu thoát thuộc về trực tự vĩnh hằng đối với các cường giả cảnh giới bậc này mà nói muốn tăng lên thực lực của mình nhất định phải có đột phá trên quy tắc trật tự nhưng trong cơ thể minh hồn thú trong tử hải này lại chỉ có khí tức bản nguyên nồng đậm ngoại trừ sát khí nồng đậm ra cũng không có lực lượng trật tự quy tắc có thể nói đánh chết những minh hồn thú này đối với nhiều quỷ tu vùng đất vứt bỏ cũng không có chỗ tốt gì quá lớn ngoại trừ có thể thu được sát ý hồn tinh tăng lên sự chống cự của mình đối với tử hải sát ý cũng không có bao nhiêu tác dụng khác nhưng Tần trần lại khác minh hồn thú nơi này đối với từng trần mà nói tuyệt đối là vật hắn cần nhất cho nên sau khi nhìn thấy nhiều hắc thủy minh hà siêu thoát như vậy trong lòng từng trần không kìm được sự kích động trong song đồng của hắn thậm chí thả ra lục quang mơ hồ điều này làm cho đám người vạn cốt minh tổ bên cạnh buồn bực không thôi một đám minh hồn thú không có tác dụng gì mà thôi vì sao ánh mắt từng thiếu lại như vậy nhìn hát thủy minh hà trước mắt giống như nhìn một đám đại mỹ nữ bị cởi sạch ha 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 giết từng trần cười lớn một tiếng không thèm để ý tới suy nghĩ của bọn vạn cốt minh tổ thân hình nhảy lên đánh một quyền về phía đám hát thủy minh hà trước mắt lần này từng trần trực tiếp thôi động không gian sát chiêu của mình chỉ một thoáng tự hải trong nháy mắt bị đánh mở ra một khe rãnh to lớn ven đường tất cả hát thủy minh hà đều nhao nhao nổ tung hóa thành bản nguyên nồng đậm bị từng trần trực tiếp thôn vệ vào trong thân thể đồng thời sau khi đám hắc thủy minh hà này nổ tung có một ít vị trí hắc thủy minh hà xuất hiện từng khỏa tinh thạch màu đen bị từng trần lập tức hút vào trong tay đây chính là xác ý hồn tinh trong thân thể minh hồn thú từng trần đưa mắt nhìn bảy tám khối hồn tinh trong tay thần thức đảo qua liền cảm giác được bên trong những tinh thạch màu đen này ẩn chứa từng luồng từng luồng lực lượng sát ý cường đại mà ngoại trừ lực lượng sát ý trong những tinh thạch này còn mang theo từng sợi lực lượng thần hồn từng trần không chút do dự trực tiếp hấp thu sát ý và lực lượng thần hồn ẩn chứa trong những xác ý hồn tinh này một lát sau lượng lớn lực lượng thần hồn và khí tức sát ý tiến vào trong thân thể Tần trần từng trần kinh hỉ phát hiện thần hồn hải của mình vậy mà cũng có tăng lên một chút điều này làm cho từng trần càng thêm hưng phấn hắn quát to một tiếng lập tức giống như hổ vào bầy dê cấp tốc giết vào trong đại quân hắc thủy minh hà trước mắt mà hành động của Tần trần lại làm cho đám hắc thủy minh hà này kinh sợ vạn phần hắc thủy minh hà thủ lĩnh trong đó lập tức phát ra từng thanh âm kinh sợ vô số hắc thủy minh hà nhanh chóng tạo thành trận pháp đầy trời những trận pháp này lại kết hợp lẫn nhau tạo thành một trận pháp khổng lồ nhanh chóng trấn áp về phía từng trần vô số hắc thủy minh hà hội tụ so với hắc giác hư không thú chúng nó hiểu được chiến pháp vả lại trời sinh thuộc về chủng tộc chiến đấu trong phút chốc quanh thân từng trần bị vô số vòng xoáy gió lốc bao phủ những phong bạo này cho dù là cường giả chủ cấm khu đều sẽ có kiên kỵ trần thiếu chúng ta đến giúp ngươi đám người vạn cốt minh tổ thấy thế không do dự nữa từng người từng người nhảy lên nhào nhào đánh tới tuy rằng bọn họ không rõ những con hắc thủy minh hà này có tác dụng gì với từng trần nhưng nếu trần thiếu đã cần thân là dưới trướng bọn họ đương nhiên sẽ không chậm trễ tử thần liêm đao chém xuống từng đợt công kích khủng bố ập tới giết vào trong đại quân hắc thủy minh hà đầy trời mặc dù số lượng hắc thủy minh hà trước mắt rất nhiều liên hợp lại có uy lực cực kỳ khủng bố đổi lại là chủ cấm khu bình thường gặp phải so sánh với nó đám cường giả như huyền quỷ lão ma cùng xâm minh quỷ vương lúc trước cũng phải cẩn thận nhưng hôm nay huyền quỷ lão ma đã không còn là lúc trước hơn nữa vạn cốt minh tổ và huyết sát quỷ tổ cũng không phải chủ cấm khu bình thường trong khoảnh khắc từng con hắc thủy minh hà bị bọn họ nhau nhau đánh nát chỉ có điều hắc thủy minh hà trước mắt số lượng quá nhiều lấy tốc độ của vạn cốt minh tổ bọn họ cứ như vậy giết xuống không biết năm tháng nào mới có thể đánh chết toàn bộ hắc thủy minh hà dù sao huyền quỷ lão ma bọn họ ở trong tử hải này các loại thủ đoạn đều bị hạn chế không thể tùy ý ra tay như trên lục địa được rồi hay là để ta tới đi từng trần nhìn một màn trước mắt này lắc đầu giải bước ra ngoài trực tiếp thi triển ra không gian lĩnh vực của mình trong nháy mắt khi lĩnh vực không gian của Tần trần khuếch tán ra ngoài bên tai Tần trần lập tức nghe được từng đợt tiếng kẹt trong trẻo đây là tử hải sát ý trong nước biển đang điên cuồng áp chế không gian lực của từng trần nhưng từng trần lại không sợ không giống với chủ cấm khu khác từng trần lĩnh ngộ tử hải sát ý vượt xa bất cứ tam trọng siêu thoát nào trong thân thể hắn tử hải tuyền nhãn khí tức tràn ngập ra hai cổ sát ý kinh khủng ở trong hư không bỗng nhiên va chạm với nhau có sát ý của bản thân từng trần gia trì cổ khí tức sát ý đến từ tử hải trong nháy mắt bị triệt tiêu đến cực hạn trong khoảnh khắc không gian lĩnh vực của từng trần dưới sự gia trì của sát ý chi lực trong nháy mắt bao phủ phạm vi vạn dặm hư không cách đó không xa huyền quỷ lão ma nhìn thấy một màn này không khỏi hít vào một hơi lạnh khí chừng lớn hai mắt hắn nhìn thấy gì đại nhân vậy mà thi triển ra lĩnh vực trong tử hải ánh mắt huyền quỷ lão ma chớp chớp phải biết sở dĩ chủ cấm khu không nguyện ý xâm nhập tử hải là bên trong tử hải nguy hiểm trùng trùng chính là vì trong tử hải muốn thi triển ra trực tự lĩnh vực cực kỳ khó khăn tử hải là lãnh địa của tử hải sát ý chủ nhân cấm khu bình thường chỉ có thể thi triển ra trực tự lĩnh vực ở một phạm vi nhỏ quanh thân đã không cách nào phóng thích ra được chỉ có một ít người nổi bật trong chủ cấm khu mới có thể miễn cưỡng phóng xuất ra lĩnh vực của mình trong tử hải nhưng cũng chỉ là bao phủ phạm vi trăm dặm mà thôi nhưng hôm nay từng trần trong nháy mắt đã phóng thích lĩnh vực ra phạm vi vạn dặm huyền quỷ lão ma trước kia đừng nói chưa từng thấy ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua nhưng tần trần không để ý tới sự khiếp sợ của huyền quỷ lão ma trực tiếp thi triển ra mê cung không gian trong nháy mắt các hư không trong mười vạn dặm chung quanh thành ngàn vạn khối trong nháy mắt bốn phía hắc thủy minh hà sát khí đằng đằng đánh tới liền bị phân cắt tại mỗi lĩnh vực như con ruồi không đầu chạy loạn khắp nơi sau đó tần trần trực tiếp thôi động không gian sát lục chi lực của mình vô số không gian bị chia cắt tràn ngập từng đạo sát ý không gian kinh khủng sát ý không gian đầy trời thổi quét đem hắc thủy minh hà lập tức chém vỡ ra hóa thành năng lượng tinh thuần dung nhập vào trong thân thể từng trần ngoài ra những con hắc thủy minh hà này sau khi bị chém vỡ xuất hiện một ít hồn tinh tần trần cũng lười thu lại trực tiếp dung nhập vào thân thể tần trần rõ ràng cảm giác được bổ nguyên và thần hồn trong thân thể mình đều tăng lên một chút rõ ràng khoảng cách nhị trọng hậu kỳ đỉnh phong càng gần hơn một bước nhưng mà hiện tại tần trần muốn đột phá cần phải hấp thu bản nguyên nhiều lắm chỉ một đại quân hắc thủy minh hà còn xa xa không đủ đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi cảm ơn mọi người đã xem hết video nếu thấy hay mọi người nhớ cho mình một like một đăng ký kênh và đừng quên để lại comment góp ý của mọi người nha